Hello, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Bích Thủy Cuộc Sống của Việt Nam. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số bí quyết và một sự chuẩn bị chu đáo để cho các bạn, những anh chị nào mà vô tình mà bị cái bệnh Covid này nó đến với mình mà phải đi cách ly thì mình chuẩn bị cần mang theo những gì. Rất là nhiều người thắc mắc cái vấn đề này thì hôm nay mình biết một số anh chị đã từng đi cách ly rồi thì mình sẽ chia sẻ bí quyết lại cho anh chị, những cô chú bạn bè nào mà vô tình mà mình phải dính mà Covid phải đi cách ly thì mình sẽ cần mang những gì nha. Thứ nhất là anh chị mang quần áo, mang khoảng 4 bộ đồ đi, mang những cái bộ nào mà dễ mặc, thoải mái nhất mà nhanh khô đó. Ví dụ như phụ nữ mình thì mang những bộ đồ ngủ như vậy nè đó, tay dài hoặc tay ngắn, tay dài gì cũng được hết đó. Tay ngắn ngắn như vậy đi cho nó dễ, là dễ dễ giặt, dễ dễ gấp, nó nhỏ xíu mà dễ gấp mà nó đỡ to chiếm không gian của mình. Nhớ mang underwear nha cả nhà. Mang đồ ngoài thì phải nhớ mang đồ trong. Xong phụ nữ thì nhớ mang băng vệ sinh. Đó, băng vệ sinh là cái cần thiết nhất. Tại phụ nữ đến đến tháng thì mình phải có những vấn đề đó. Vô đó thì phức tạp lắm, không thể nào mà có đầy đủ cho anh chị mua đâu. Em nghĩ là lúc đó rất là cần thiết những thứ đó. Rồi đi là kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, sữa tắm, dầu gội. Đó, sữa rửa mặt đầy đủ hết. Đó, cái đó thứ nhất. Thứ hai là phải có khẩu trang. Khẩu trang, một hộp khẩu trang, thuốc Panadol, thuốc hạ sốt, thuốc ho, gừng, chanh, đường, muối, ly và bình đun siêu tốc, nếu có thì mang theo bình thủy đó. Và mang theo muỗng, mang theo hai cái ly. Rồi mang theo mì gói, mì tô, mì gói gì cũng được, rồi cái gì cháo gói, rồi miến gói nữa đó để vô đó các bạn. Các anh chị nếu mà không ăn cơm được thì mình có thể thay đổi khẩu vị mình ăn những món đó. Rồi đó, nó đầy đủ như vậy đó. Mọi người có nghe mình nói được gì không? mình nói nhanh quá không? Xong rồi á, nhớ là mang theo giấy vệ sinh này, tại vì khi mà đến ở những nơi công cộng thì những cái giấy vệ sinh đó mình nghĩ là cũng hiếm lắm, nên là các bạn cứ chuẩn bị đi, chuẩn bị tinh thần cho mình càng tốt, giấy vệ sinh rồi khăn khăn lạnh nếu có, khăn lạnh mà từng mọc từng cái đó, mình cứ chuẩn bị hết cho mình đầy đủ hết. Để khi mà lỡ may mà có một cái nó rất là nhanh luôn mà mình lúc đó lính quýnh, tinh thần nó loạn xạ loạn xì ngầu hết rồi, mọi người không có chuẩn bị được gì hết đâu, thì giờ có chuẩn bị những mấy thứ đó đi là vô đó. Thuốc hạ sốt, thuốc ho là nhiều khi mình vô đó là hả, bác sĩ chưa tới thì mình sốt quá thì mình cũng có thuốc để mình uống, đúng không các anh chị cô chú? Đó, mình chia sẻ như vậy đó. Rồi những cái nhớ là mang theo muối với mang theo hai cái ly á, để các anh chị cô chú pha nước muối để mình xúc nước muối hàng ngày, khò khò cái cuống họng để đổ nước muối vào cái mũi này để mình đổ ngập và xong mình hắt xì hơi mình làm cho nó ra hết, thì cái đó là diệt khuẩn rất là tốt. Nhớ uống vitamin C mỗi ngày đều đặn, nhớ uống nước nhiều giùm chị em, một ngày 2 lít trở lên rất là tốt cho cơ thể của các anh chị. Hồi xưa em cứ nghĩ là uống nước vào thì nó sẽ mập nhưng mà không phải đâu, uống nước vào tốt cho cơ thể, da dẻ mình nó rất là này, giống như mình là mũm mĩm. Còn thiếu nước là người nó khô khan lắm, nên là các anh chị cứ uống nước nha. Rồi chai xịt khuẩn đó, chai xịt khuẩn có thì mang theo, hoặc là cái chai sát khuẩn tay nè đó mang theo. Nếu mà các anh chị kỹ hơn nữa thì mang theo mấy cái bao tay, nếu mà có bao tay á, mình mang theo đó, tốt cho mình chứ không có gì hết, mang càng nhiều càng tốt, đi đâu cầm theo chai xịt xịt đầy người hết đó. Rồi bắt đầu chai sát khuẩn, rồi chai rửa tay, mỗi lần ăn uống hoặc mình lấy đồ của ai là mình xịt chuẩn bị đó. Rồi chai dầu xanh nữa, các anh chị biết mang dầu xanh để làm gì? Nếu các anh chị có dầu chàm thì mang dầu chàm, không thì mang dầu xanh, bất cứ loại dầu gì cũng được, để nấu một tô nước sôi mình nhỏ mấy giọt dầu vào đó mình xông. Tại vì khi mà ở cách ly thì đâu có thoải mái như ở nhà, nên là các anh chị cứ phải chuẩn bị cho mình đầy đủ hết, là lúc nào mình có cái tô nước để mình xông, hoặc cái ly nước để mình xông mình nhỏ giọt dầu vào đó. Những cái đó là họ nên rất là cần thiết để cho các anh chị, là cái hành trang để cho mọi người mà đi cách ly cần mang theo. Nên mọi người chuẩn bị kỹ để khi đến khi mà mình gặp trường hợp xấu như vậy là mình đã chuẩn bị hết rồi. Mình chỉ việc xách vali là mình đi thôi, mình không còn phải lo lắng, mà mình đừng lo lắng nhiều, phải lạc quan lên thì tinh thần mình mới mau hết bệnh nha cả nhà. Chúc cho tất cả các anh chị trên toàn thế giới và riêng ở Việt Nam mình sẽ vượt qua được cơn đại dịch này nhanh nhanh để cho cuộc sống trở lại bình thường, để mọi người đi làm kiếm chén cơm manh áo nha cả nhà ơi. Chúc cho mọi người đều khỏe mạnh. Bye bye, xin chào tạm biệt.